Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 3 tháng 2 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch này bằng một phiên giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,3%. Hiện tại đang đứng quanh vùng giá 2039,7 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ đóng cửa tuần này bằng một phiên tăng mạnh trở lại, giao dịch ở mức 103,96 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xuống tăng, giao dịch mức 43.190 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa tuần này bằng một phiên tăng mạnh, giao dịch ở mức 4,023% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, đứng mức 72,4 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã lấy đi một số động lực tăng giá của vàng trước cuối tuần. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, tình trạng hỗn loạn ngày càng tăng trong lĩnh vực ngân hàng của Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ vững chắc cho kim loại quý và ngăn chặn tâm lý giảm giá. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 5 cũng đã bị đẩy xuống. Thị trường đang giảm theo nhận xét từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell, người cho biết hôm thứ Tư rằng mặc dù Ngân hàng Trung ương đang chuẩn bị bắt đầu nới lỏng trong năm nay, nhưng thời điểm vẫn chưa chắc chắn. Đồng thời, các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào cổ phiếu và đẩy chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones lên mức cao mới mọi thời đại. Bất chấp những cơn gió ngược này, giá vàng kỳ hạn tháng 4 đang kết thúc tuần với mức tăng gần 1%, với mức kiểm tra mức kháng cự khoảng 2.050 USD trên ounce. Chứng kiến diễn biến giá vàng trong tuần, tôi tìm kiếm cơ hội mua vào và đang bắt đầu nhúng chân vào thị trường, theo ông Philip Chable, chiến lược gia trưởng tại Blue Life Future nói và cho biết thêm, giá có thể xuống thấp hơn nhưng đó là nơi bạn tìm kiếm cơ hội mua vàng. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phân tích đều nhìn thấy tiềm năng của vàng. Adam Burton, chiến lược gia tiền tệ chính tại forexlife.com cho biết, ông giữ quan điểm trung lập trên thị trường vàng và kỳ vọng giá sẽ giảm trong thời gian tới khi các yếu tố mùa vụ bắt đầu cạn kiệt. Theo truyền thống, tháng 1 là thời điểm vàng tăng mạnh theo mùa và giá trung bình đã tăng 1,79% vào đầu năm. Năm nay thì giá vàng đã giảm 0,2% trong tháng. Vàng đã phải đối mặt với rất nhiều trở ngại trong năm nay, nhưng hoạt động mua theo mùa đã giúp vàng chịu được những áp lực đó. Nhưng điều gì xảy ra khi lượng mua trong đó bắt đầu cạn kiệt? Tôi nghĩ chúng ta cần kỳ vọng giá vàng sẽ giảm trong vài tuần tới và tôi nghĩ bây giờ bạn hãy ngồi lại và chờ đợi một cơ hội mua mới, theo ông Adam Butler nói. Trong khi các nhà phân tích vẫn thận trọng với vàng trong thời gian tới, không có nhiều tâm lý giảm giá, theo ông Chable cho rằng bất kỳ tiêu đề tiêu cực nào về ngân hàng đều có thể nhanh chóng đẩy giá vàng lên cao hơn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm đầu giờ chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước tiếp tục giảm mạnh. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục duy trì trong xuống giảm. Cụ thể như quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 75,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,10 triệu đồng trên lượng, giảm 600.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 400.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 75,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,12 triệu đồng trên lượng, điều chỉnh giảm 600.000 đồng trên lượng chiều mua vào, giảm 400.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Tuy nhiên, thì chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra vẫn đang đứng ở mức rất cao 2.500.000 đồng trên lượng. Còn với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 75,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,30 triệu đồng trên lượng, giảm 500.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 400.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Với PNG Hà Nội mua vào mức 75,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,30 triệu đồng trên lượng, giảm 450.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, giảm 400.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, đến thời điểm đầu giờ chiều nay trong xuống giảm nhẹ, mua vào ở mức 63,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,40 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 63,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,50 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại mua vào mức 24.130 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.500 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do
mua vào mức 24.870 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.940 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.560.000, bán ra 7.810.000, giảm 600.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 400.000 đồng trên lượng bán ra, hay là giảm 60.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 40.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Giữa chiều mua vào chiều bán ra đang ở mức 2.500.000 đồng trên lượng. Đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.560.000, bán ra 7.812.000, giảm 60.000 ở chiều mua, 40.000 ở chiều bán. VNG Hồ Chí Minh mua vào 7.590.000, bán ra 7.830.000, giảm 50.000 ở chiều mua, 40.000 ở chiều bán. VNG Hà Nội mua vào 7.595.000, bán ra 7.830.000, giảm 45.000 ở chiều mua, 40.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.575.000, bán ra 7.825.000, giảm 30.000 ở chiều mua, 20.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 7.595.000, bán ra 7.825.000, giảm 10.000 ở chiều mua, 20.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.595.000, bán ra 7.825.000, giảm 25.000 ở chiều mua, 15.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.600.000, bán ra 7.820.000, giảm 25.000 ở chiều mua, 15.000 ở chiều bán ra. Mỹ Hồng SJC mua vào 7.640.000, bán ra 7.730.000, giảm 50.000 ở chiều mua, 60.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.580.000, bán ra 7.780.000. Ngân hàng TB Ngôn mua vào 7.595.000, bán ra 7.825.000, giảm 10.000 ở chiều mua, 20.000 ở chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.620.000, bán ra 7.852.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này cũng giảm 600.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 400.000 đồng trên lượng bán ra, hay là giảm 60.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 40.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 2.500.000 cho đến 2.560.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.560.000, bán ra 7.812.000. SJC Huế mua vào 7.557.000, bán ra 7.812.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.560.000, bán ra 7.810.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.560.000, bán ra 7.812.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.558.000, bán ra 7.812.000. Cuối cùng là giá nhất một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại điều chỉnh giảm trong khoảng từ 41 đến 100.000 đồng trên lượng, hay là giảm trong khoảng 4.100 đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhất một số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.320.000, bán ra 6.440.000. Nhất một số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.320.000, bán ra 6.450.000. Vàng bốn số 9 mua vào 6.300.000, bán ra 6.400.000, giảm 10.000 ở chiều vào chiều bán ra với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.206.600.000, bán ra 6.336.600.000, giảm 9.900 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.615.500.000, bán ra 4.815.500.000. Vàng 14K mua vào 3.546.600.000, bán ra 3.746.600.000. Vàng 10K mua vào 2.484.000, bán ra 2.684.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tự động thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.